Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay Thanh Lan lại trở lại gặp anh Tăng Bảo Can và bên cạnh anh là anh Duẩn Nguyễn đã từng đi chung chuyến ghe với anh Tăng Bảo Can trong chuyến vượt biên vào những năm 80. Thì hôm trước trong show Giờ Này Con Nơi Đâu đã có rất nhiều quý vị khán thính giả vào để xem show và gửi biết bao nhiêu là những lời bình phẩm rất là tốt và chúc cho anh Can được nhiều may mắn gặp lại cháu. Hôm nay may mắn quá, Thanh Lan lại được gặp thêm Duẩn Nguyễn là người đã từng đi chung cùng chuyến ghe với anh Can. Thì hôm nay Thanh Lan lại có dịp hỏi với Duẩn về tất cả những chi tiết mà Duẩn nhớ về chuyến đi đó. Dạ, cảm ơn Duẩn nhé. Duẩn đã từ xa đến đây để gặp nhau phải không? Quý hóa quá, từ đâu ạ? I'm Ontario. Ontario. Yeah. Ontario. California. California. Yeah. Tưởng là Ontario, Canada thì nó xa lắm luôn. Dạ vâng. Thưa anh Can, anh có thể nói cho tất cả khán giả. Kính thưa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Thanh Lan Show. Và riêng cá nhân của Bảo Can cũng như toàn thể gia đình của Bảo Can nói chung đó, thì rất là xúc động khi thấy Thanh Lan Show đã có một tiếng vang rất lớn. Chỉ trong vòng 2 tháng thì số người đã theo dõi và nghe được cái câu chuyện của Thanh Lan Show với Tăng Bảo Can trong việc đi tìm cháu gái Tăng Bích Hằng. Thì Bảo Can có rất nhiều người bạn bè từ xưa cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, và có một người bạn tu cũng 30 năm chưa gặp, mà tình cờ không biết xui khiến lại mở cái laptop lên thì thấy chương trình này thì gọi cho Bảo Can biết. Và Duẩn đây đó là cũng có ý kiến mà hai chú cháu chỉ gặp nhau đây là lần thứ 3 nhưng mà cũng không nói chuyện gì nhiều. Thì cháu nói chú ơi, chú quên nhiều lắm. Thì Bảo Can mới nói rằng chú ở dưới hầm mà chú đâu có biết những chuyện xảy ra trong quan đâu. Thì nhân dịp đó cháu cũng là một cái người thần tượng của Thanh Lan, thì bất cứ bằng giá nào cháu phải đến tham dự. Tại vì cháu sẽ tính là tháng 7 sau là cháu phải đi về một cái chuyện cần. Thì vì thế hôm nay Bảo Can lại có được dịp để cùng với Thanh Lan Show để mà gửi gắm tâm tình và những gì mà Bảo Can đang suy nghĩ về Thanh Lan Show. Những cái người ngày hôm nay đó sẽ nói nhiều hơn, đó là Duẩn Nguyễn, một cái chứng nhân đó, đã tận mắt thấy được những cái gì đã xảy ra trong chuyến tàu đó mà tính đến giờ này là 39 năm. Rồi Bảo Can xin nhường lời lại cho Thanh Lan để Thanh Lan tiếp tục phỏng vấn cậu Duẩn Nguyễn. Dạ cảm ơn anh. 38 năm thì thật là quá dài. Nhưng mà Thanh Lan tin rằng trong đầu óc của Duẩn không bao giờ quên được hình ảnh những ngày đó, phải không ạ? Vẫn còn nhớ nhiều. Thì xin Duẩn bổ túc cho anh Can những cái gì mà anh Can chưa nói đó. Duẩn kể để tất cả quý vị khán giả của Thanh Lan Show cùng biết thêm về cái chuyến vượt biên đầy bão tố đó. Chú Can thì năm nay cũng đã 80 tuổi. Trong cái show nghiệp trước của chị Thanh Lan á, thì chú quên đi rất là nhiều. Thì chú có nói là tàu hải quân của Mỹ, nhưng mà thật sự nó không phải là tàu hải quân của Mỹ mà là giàn khoan dầu. Con kể lại một ngày trước khi mà Bích Hằng bị Thái Lan bắt cóc. Còn trước đó mấy ngày thì mình bỏ con thuật lại cái chuyến đi bao nhiêu ngày đó. Thì để cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đấy để biết được thêm những chi tiết như thế nào.
Chứ chú thì chú không nhớ một cái gì hết. Dạ. Rồi, mời con. Dạ. Thì cái buổi sáng hôm đó là khoảng 10 giờ sáng thì mình tới ngôi nhà con dạ. Thì con lúc đó thì tụi con là 5 người ngay cái buổi tàu. Chú từ phía dưới chú leo lên cái bông tàu. Thì tụi con mới đỡ chú leo lên cái thang lên cái tầng trên của nhà quan dầu. Thì ở trên có một người da trắng, con không biết là người gì, người Pháp, người Anh hay người Mỹ, mình không biết là người nào. Lúc đó thì dần bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi. Dạ. Dạ. Thì cái người đó đội cái nón màu vàng. Màu vàng. Ở đây có hình con sò, tức là cái logo của cái sân sao. Dạ. Dạ, cho tới nay là gần 40 năm em không có đổi cái sân sao. Dạ. Mỗi lần mà đi ngang mà nhìn cái xe buồn là, hồi tưởng lại. Ừ. Dạ. Thì chú có lên chú có nói chuyện với người đó khoảng 15 phút. Ở dưới này, à không, em xin trở lại, em là cái tàu đó là 101 người. Khi mà chú Cang leo lên, ở dưới còn lại 100 người. Bất luận là thiếu tá hai quân của Việt Nam Cộng Hòa là tại công. Anh hùng, lớn hơn con, lúc đó chắc anh hùng khoảng có 25, 27 tuổi gì đó, là tại công phụ. Thì ở dưới này á, tụi con mới nói là ủi vô cho bể tàu. Ủi vô cho bể tàu. Ủi vô cho bể tàu thì bắt buộc phải cứu mình. Thì có một số phụ nữ lúc đó ở dưới cái khoang dưới la lớn lắm, đừng có đụng vô, đừng có đụng vô bể tàu là chết hết. Chết, dạ. Dạ, chết. Chị vâng. Không có cách đúng nào. Rồi là, dạ, thì, chị nhớ rồi. Dạ. Hồi đó là phụ nữ với trẻ em là toàn là ngồi tuốt dạ, ở dưới không. Dưới, dạ, phía dưới. Thì coi như nước là cao hơn đầu mình á. Dạ. Khi ra tới hải phận thì mới dám leo lên cái bông dạ, tàu đúng cái, rồi. Dạ. Là tất cả ở dưới hầm. Ai cũng dạ. Dưới, dạ. Thì phía trên cái tầng trên có một cái người đó người Á Châu giống như người mình vậy, nghĩ chắc là người ta thì cả anh ấy chỉ xuống gì, anh chỉ xuống đưa cái tay làm gió, cái ý là kêu mình nhảy xuống bơi vô. Rồi người nào không biết bơi thì sao? Không, tức là người nào biết bơi thì cứ nhảy xuống bơi vô. Dạ, ừ. Còn ai không biết bơi thì ngồi lại tao. Ừ. Vậy đó thì lúc đó tụi em không có đủ can đảm để mà nhảy xuống bơi vô. Thật lúc đó thì cách cái dài quăng vào khoảng chừng 20 mét thôi. Đó, thì chỉ la lên là cứ ủi vô cho bể tàu. Nhưng mà thật ra mình leo tới cái giàn khoan thì mình không biết sao mà leo lên trên nữa chứ. Có cái thang chị. À vậy hả? Dưới cái cột, cái chân cột nó bự lắm. Nhớ lại những cảnh nó bự, bự xịt bự. Ừ. Nó bự như cái giếng vậy. Ừ. Rồi cái thang nó bằng sắt, nó leo leo lên. Thì mới la lên là ủi vô thì anh Hùng anh mới giật cái tay lái anh lái vô. Anh lái anh ủi vô ngay cái giàn khoan dầu luôn. Thì khi mà anh ủi vô đó chị, cái sóng nó đánh đưa lên vậy nè. Thì cái mũi tàu mình mới gác vô cái bậc thang. Thì khi mà sóng nó đi xuống á, thì cái mũi nó tét ra. Ồ, nó tét ra giống như là cái miệng cá sấu rồi đó. Thì nó mới rớt xuống biển lại. Tàu rớt xuống biển lại. Ừ. Đó thì chút xíu nữa thì khoảng 15 phút sau thì chú Cang mới leo xuống lại. Thì chú Cang mới nói là, nó nói là nó không thể nào nó giúp mình được. Tại vì 3 ngày nữa thì cái tàu tiếp dẫn nó mới ra. Ừ. Mà cái số lượng trên tàu mà là cả 100 người như vậy đó. Thì nó không có đủ nước và lương thực để giữ mình ở lại đây trong vòng 3 ngày. Thì bây giờ nó chỉ có cách là nó tiếp tế cho mình nước và lương thực. Rồi mình đi tiếp 3 ngày nữa thì tới Indonesia, 2 ngày nữa thì tới Malaysia. Rồi nó chuyển xuống là búa với linh, tụi em mới đu số cái thanh niên mà trẻ tuổi, người dịnh, người này đu toàn trang xuống đóng lại cái chỗ mà nó bị trát ra. Mình quay lưng mình đi. Thì nó là một cái sai sót thiệt là lớn. Chứ nếu mà lúc đó mình ở lại đó, mình cứ bám đó. Bám 3 ngày thì tàu tiếp dẫn nó ra, nó tiếp tới lương thực xong nó sẽ chở mình vô cái tị nạn. Nhưng mà lại quay lưng mình đi. Mình đi thì lúc đó khoảng 10 giờ đêm. Bão tới, bão lớn, lớn khủng khiếp. Bão mà sóng nó đánh cao, cao lắm. Cao rồi tàu nó rớt xuống mà có nhiều khi nó kêu cao nó rớt lắm, rớt vậy. Dạ. Mình nằm nó dưới kêu, ào, mình dạ, cái sóng như cái núi vậy. Thôi đàn bà con gái thì cứ nằm ở dưới hết, người thì cầu nguyện này, người đọc tin kia, thanh niên thì chia ra thì cứ hai người vậy đó, bốn người rút nước lên, rồi người ở trên bưng đổ xuống bếp, cứ như vậy tới khoảng suốt 4 tiếng như vậy, đánh lên rồi rớt xuống, nó kêu răng rắc, nó tưởng có nhiều lúc cái tàu nó tan thành từng mảnh vậy. Tới khoảng 2 giờ thì nó dịu bớt, tới 4 giờ sáng thì nó ngưng hẳn, rồi cái tàu cứ dễ chạy. Thì tới khoảng chừng 6-7 giờ sáng thì em mới nhìn thấy một cái con chim xe sẻ đậu trên tàu á. Có một con chim xe sẻ. Dạ, mà con chim xe sẻ đó. Thì ai cũng biết, ở Mỹ này bây giờ mình cũng thấy hoài.
thì người Tàu nhiều người mới nói chứ đừng có bắt nó, xui lắm, thả ra đi. Rồi cứ bắt nó vậy, thả ra, cái nó bay, cái nó hoành lại, nó đâu còn chỗ nào nó cho nó đậu nữa đâu. Thì lúc này mới nghĩ, mà nói chứ chắc có lẽ là mình đang rất là gần bờ. Nếu mà ban đêm thì chắc có lẽ mình thấy rồi. Ban đêm thì đèn nó sáng lên thì mình thấy vậy. Nhưng mà cái trận bão đêm đó suốt 6 tiếng đồng hồ vậy, nó đánh cái tàu mà nó dạt luôn. Khu vực ở Thái Lan. Nhìn là xung quanh là thôi, giống như mình đang ở giữa một cái trùng dây vậy. Có thể tất cả 5-7 chiếc tàu Thái Lan nó xung quanh mình, nó xa gần. Thì có một chiếc nó tới gần, khoảng 10 giờ, lúc khoảng 9-10 giờ sáng. Nó tới thì nói chung nó nói chuyện lúc là bằng tay chân thôi. Thì cũng có hiểu là nó muốn mình đưa tiền, nó dẫn mình vô đất liền. Thì lúc đầu mình cũng tin thiệt. Con không kể vụ cô bé đó. Không, con phải kể tên. Dạ, con không kể tên cô bé đó. Con chỉ kể tên dạ, thôi. Dạ, cái đó là vấn đề thì chị. Cô bé nó qua thì nó hiếp cô bé đó 15 tuổi. Rồi một thằng khác cũng vậy. Nó thay vì cô bé thì khóc trong tà với cái chị. Nhưng mà thật sự đó thì vì sự sống của cả hàng trăm người, mình phải nhịn để nó dẫn đường mà vô đất liền. Sau trận bão thì ra thôi, chịu nhục. Nhưng mà sau đó thì nó bỏ nó chạy. Dạ, nó bỏ nó chạy thì khoảng chừng chắc có lẽ là tụi nó liên lạc với nhau như thế nào đó. Thì trong vòng khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau là bốn chiếc tàu nó lớn hơn gấp đôi vậy đó, là nó rượt mình. Thì tàu mình cũng xả hết tốc lực mình chạy, mình thì chạy không lại nó đâu. Nó rượt khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ vậy thì nó rượt kịp. Con có cần kể về cái gì không? Không kể hết đi. Thì lúc mà trước khi xuống tàu thì cái người mà taxi người ta nói là trên tàu có hai khẩu súng. Giấu hai khẩu súng dưới hầm máy là một khẩu AK và một khẩu M16. Và khoảng chừng cỡ 300-400 viên đạn vậy đó. Thì cái vụ mà vừa rồi nó hiếp cô bé đó thì mình cũng tức rồi. Thì nghĩ nhìn trên tàu thì có nó khoảng chừng 5-7 thanh niên thì sử súng ống thì chắc sử dụng được. M16 thì cũng dễ quá rồi. Mới chạy xuống kiếm thì thật sự là không có một khẩu súng nào. Còn nó lớn mình chút xíu để dạ, không có một, tức là mình bị gạt chứ. Tức là cái tổ chức có nói đó cho mình yên tâm mà ra đi. Người ta còn dặn là nếu mà ra gặp hải quân hoặc là biên phòng thì quăng xuống biển được để tụi nó thấy. Tụi nó bắt được cái tàu mà có súng là chết. Còn dặn kỹ như vậy mà. Ừ, nhưng mà không có. Giờ tới lúc đó thì không có. Hoàn toàn không có một cái viên đạn nào. Một viên kẹo không có được, nó là viên đạn. Để coi như mình chịu thua. Thì cái chiếc đầu tiên á, nó đụng cho cái tàu mình nó xoay vậy nè. Thì nó giống như một chiếc tàu mà như một chiếc ghe vậy, nó cao, nó bự lắm. Mình cũng là tàu đi biển đánh cá nhưng mà so nó bự lắm. Chắc là nó là tàu đánh cá, còn mình là cái ghe thôi. Dạ, bình thường nó là một ngư phủ, nhưng mà nó sẽ biến thành một thằng cướp biển bất cứ lúc nào. Thì nó nhảy qua nó tấn công. Thì người đầu tiên mình đánh rớt xuống biển là anh Hội. Thì khi đó nó cầm một cái cây sắt dài vậy, giống như cây giáo vậy. Cái mũi nó nhỏ. Thì lúc đó em nghĩ là chắc là nó có cái ngạnh, nó giống như cái lưỡi câu rồi đó chị. Cái lưỡi câu có cái ngạnh vậy đó, là chắc là để nó đánh được cá lớn nó đâm đó. Thì nó dùng nó để tấn công. Đâm cá. Dạ. Rồi cái người nhảy qua sau thì cầm một cái con dao dài như vậy, giống như cái mã tấu vậy. Nhảy qua. Thì trong vòng khoảng chừng không đầy 15 phút nó đánh bại mình rồi. Nó là ngư phủ đi biển chuyên nghiệp, mình là dân thành thị. Nó đang khỏe, còn bên này dạ, mình đã thiếu ăn thiếu uống. 6-7 ngày ăn là chỉ có bánh ăn. Rồi củ sáng ăn bánh đinh cho nó mau no, uống nước vô ăn củ sáng nó khỏi đỡ khát. Dạ thì nó đánh bại mình khoảng chừng không tới 10 thanh niên, không phải là đối thủ của nó, trong khi nó khoảng cỡ 40-50, tức là khi mà nó nhảy qua là 5-3 người, phía trước nhảy 2-3 người, rồi phía sau cái tàu mình nhảy 2-3 người, nó giật một cái là cabin mình sập rớt xuống biển. Rồi còn mấy chiếc đậu phía ngoài nữa. Thì khi mà em rớt xuống biển rồi đó, em leo vào phía bên hông, leo lên thì thấy nó đang đánh chú Can. Nó đánh chú Can thì nó đánh chú Can, nó moi cái miệng chú Can toàn là máu. Cái thằng đó nó quấn cái xà lông màu caro trắng đen, tóc nó dài, cỡ trần, nó xăm mình, tụi nó xăm mình ghê lắm. Chỗ nào nó cũng có xăm. Rồi kia nó quay lại thì nó là cái thằng đầu tiên qua cầm cái giáo đó. Nó quay lại thấy em leo lên vậy nè. Thì nó mới cầm cái giáo đưa lên để nó phóng mình nè. Thì mình thấy mình quản, mình thả ra rớt xuống. Từ lúc em rớt xuống thì em nghe tiếng một đứa nhỏ cách đó khoảng chừng mười mấy mét, nó nói cứu em với. Thì mình chụp, cái mình chụp nó không có kịp, sóng nó cuốn mất.
Rồi em còn nghe được cái Bích Hằng kêu lên ba cứu con, nghe được ba chữ ba cứu con, không biết lúc đó chú có nghe bên được này không? Cũng có nghe, anh Can cũng có nghe. Dạ. Tại khi lúc đó đó thì nó bắt bé Hằng nó phải cởi quần áo ra, dạ. Bé Hằng không có chịu, thì chú chỉ biết chú đưa tay này, chú chỉ học câu tiếng Thái là sorry khắp mà chú nói chú cũng không biết là cầu xin nó, nhưng mà nói không được. À, bây giờ chú mới nhớ là chú giấu mấy chỉ vàng ở trong miệng đó, thì nó biết chú nói không được, nó mới moi cái miệng ra, thì con thấy cái lúc đó chảy thì máu. Cái lúc đó con thấy đó là không biết tại sao nó lại moi cái miệng của chú. Tại vì vậy nó, thì sau này chú, giờ chú kể là chú ngậm ấy, mà không biết làm sao nó thấy, à không biết làm sao nó thấy. Mình nói không được. Nói không được. Nói không được. Ngậm trong này, đâu còn cái gì nữa đâu không? Đó, thì chú vẫn nhớ là bé Hằng đó là không khóc. Yeah. Nhưng mà tại vì lúc đó có cái trực thăng thì lúc đó trong cái không, show chú, của Thanh Lan trực thăng nó chưa có tới đâu, nó chưa, mà chú nghe cái tiếng thành nó đi bay ngang qua mà cũng không mấy chú nhớ rõ hay không, thì chú mới nó ẩm trong Hằng, nó rất là thực sự, nó còn vỗ vai Hằng đó, nó lên mai tì nó, thì tức là theo ý chú hiểu đó là nó nói đừng có lo. Thì chú thấy thằng đó thanh niên khoảng 20-21 mà tới giờ này chú không biết nó mặc quần áo gì á. Tại tới giờ này đó đầu óc chú chỉ nhớ là cái hình ảnh là con gái chú không khóc. Yeah. Thì khi mà nó ẩm Hằng đó thấy đi qua bên kia đó là chú nói chú bất lực này, chú bất lực rồi, thì Hằng ngồi ngoái lại cứu ba, cứu con ba mà nước mắt đang tròn, chú còn nhớ mà không khóc. Cái hình đó nó ấm ảnh chú cho tới bây giờ. Lúc đó đa số thanh niên đều rớt xuống biển, còn mình chú còn kẹt lại sống lại thì cũng có vợ con, người ta cũng chỉ bảo vệ được vợ con người ta thôi. Lúc đó thì thật sự phải nói là mạnh ai nó tự lo lấy cho mình, không ai cứu được ai hết. Cho chị hỏi một câu. Dạ. Câu này của khán giả hỏi đó anh ca. Khán giả hỏi về chứ Khánh lúc đó rớt xuống biển rồi sao nữa? Khánh. Dạ thì Khánh nó rớt xuống, thì lúc mà cái cabin tàu mà nó giật sập á, nó trôi ra ngoài xa đó, thì anh Hội là người đầu tiên của tàu mình đã đánh rớt xuống biển. Anh Hội ngồi chung với tụi con nghe mũi tàu á. Thì khi mà con trôi dạt ra thì con thấy Khánh nó ngồi với anh Hội trên cái mũi tàu nó bự lắm, nó bự bằng nửa cái nửa phòng mình nè, cái mái á, miếng dán bự lắm. Thì hai người ngồi trên đó. Thì lúc đó đó, khi mà em rớt xuống dưới biển rồi đó, thì em mới nhìn thấy không biết là Khánh là bị tụi nó quăng xuống biển lúc nào. Thì thấy Khánh với lại anh Hội là lúc đó cũng cách nhau xa lắm, khoảng cỡ 20-30 mét, đang ngồi trên cái mái, cái trần của cái cabin nó vừa qua tấn công mình, nó giật sập cái đó. Rất mày có mấy tấm đó đó chứ. Thì rất là ổn. Còn cái tụi em ở bên này đó là cũng khoảng cỡ 20-30 người gì đó, mà đa số là nó nhỏ nhiều. Nhỏ lắm, cũng 15-16-14 tuổi gì đó, mà lúc đó thì cũng không ai biết ai. Dạ. Rồi cái người bạn mà đi chung với em là người bạn là ở trong xóm từ nhỏ tới lớn đi học chung, tên là Bảo Quốc. Hiện tại giờ Bảo Quốc thì định cư ở Canada. Thì khi Bảo Quốc rớt xuống biển, Bảo Quốc thì bơi không có giỏi. Ở Việt Nam á thì hồi xưa em bơi cũng giỏi lắm. Yeah, em bơi sông Sài Gòn á chị, em bơi đi bơi về, bơi đi bơi về nhiều khi 4-5 lần như vậy đó, cũng rất là khỏe. Nhưng sông Sài Gòn nước chảy cũng xiết lắm á, bơi qua được là giỏi lắm á. Khi ra biển thì nó khác hoàn toàn. Ừ. Biển cái sông nó khác nhau xa lắm. Sống mình phải mạnh lắm. Sống đánh lên đánh xuống thì lúc Bảo Quốc nó bơi không giỏi, nó mới nói em á, thì Dũng ơi, chắc thế nào tao cũng chết rồi, có gì mày viết thơ vậy cho mẹ tao hay. Em cũng không có nói gì, em mới cởi cái áo em này, em bận cái áo màu nâu giống như mà cái bàn này, em kêu lật ngửa em cột ngang không, em cột lại vậy. Em nói mày đừng có đè tao xuống, bây giờ mày nằm mày nhìn lên trời, nhắm mắt lại, ngậm miệng, cứ nằm như vậy đó, nhớ đừng thả miệng ra, cũng đừng có thở vậy, cứ thở nhẹ nhẹ đừng mở mắt ra. Thì khi mà em nhìn lại tàu mình, em thấy nó trôi xa dần. Rồi Thái Lan lúc đó nó cột tàu lại, nó chuẩn bị nó kéo đi. Thì lúc đó khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó chị, mình biết là cái chết ở sát bên rồi, thì tự nhiên cái mình cảm thấy mình tỉnh táo nó phi thường lắm. Dạ, em mới ngước nhìn lên trời, nói là giờ chỉ có máy bay mới cứu được mình thôi. Thì khi mà ngước lên nhìn thì thấy chiếc trực thăng nó bay ngang, mừng lắm. Thì em mới nói Bảo Quốc chứ mày nằm im nha, em mới cởi cái áo ra, em phất lên vậy nè, nó bay luôn. Dạ, nó bay luôn.
chứ thật sự giờ nó có cố mà nó cũng không có được, tại vì nó nhìn xuống nó thấy. Khi nó ở trên đó nó nhìn xuống biển nó khó thấy mình lắm, mình lúc đó nhỏ xíu. Không chịu nó thấy. Dạ. Yeah. Thì nhờ cái chỗ đó thì em mới còn sống cho tới tận bây giờ. Dạ. Thì nó bay ngang qua đó, thì lúc đó là chú nghe tiếng trực thăng nó bay đó. Ừ. Dạ, thì lúc đó đó, thì em mới nhìn thấy nó chặt cái dây nó bỏ tàu mình lại. À, dạ, tại nó thấy trực thăng lắm. Dạ, 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 nó không bắt thăng đó. Ừ. Nó mới lấy mấy cây bò bố không biết trên tàu đó chị, nó mới đậy cái số tàu cái chữ tàu ngay mũi đó, mà nó chữ Thái Lan mình đâu có biết nó ghi cái chữ gì. Dạ, thì nó đậy lại rồi nó chạy. Thì hai chiếc nó chạy hai hướng, còn hai chiếc ở phía sau nó quằn lại nó chạy về hướng khác đó. Thì em mới cố gắng em bơi về tàu mới lội về. Lúc đó thật sự thì nó không còn sức để về nữa, thấy xa quá rồi mà thấy là coi như là chắc là cũng không về nổi nữa chị biết không. Thì em mới nhìn xung quanh em mới thấy cái củ sắn nó bự vậy nè, nó trôi tới. Thì em mới chụp cái củ sắn đó, em nhai cả vỏ lẫn ruột luôn, nhai nuốt hết rồi tỉnh lại thì mới lội về tàu. Thì lúc thấy cái tàu nó xoay vòng vòng nó lên bên vậy nè, thì thấy tự nhiên cái nó phun khói đen lên. Ừ. Thì mới biết là anh Hùng đó, anh rớt xuống, anh đu phía đuôi cái chân vịt á, anh không có lội ra xa. Thì khi Thái Lan chặt dây bỏ tàu là anh Hùng có leo lên tàu, anh giật cái máy nổ. Thì lúc anh nhắm về cái hướng tụi em á, thì thấy cái hướng nó rất là đông, khoảng mười mấy hai chục đứa là anh, còn Khánh với lại anh Hội là mấy bên kia. Ổn thì mới đâm ngay chỗ em đầu tiên, mới chạy tới mới vớt lên hết. Thì khi mà rồi Khánh anh Hội cũng được vớt lên tàu thì mới đếm lại 87 người, tức là coi như mất là hết 14 người. Thế con nó chết 14 người? 14 không phải chú, 14 người là 4 người bị bắt đem đi, trong đó có Bích Hằng. Dạ, còn 10 người thì mất tích, với lại hai cái cô bé gì cháu của chị Băng Tâm như chú kể không. Còn người thứ tư thì con không biết là ai. Lúc đó không ai biết ai đâu chị. Dạ, dạ không, tại đó, những con gái thì đa số là thường trốn với hầm, chị biết không? Ừ. Thì rồi cái thôi, không ai cũng tắt máy không chạy nữa, nó đập máy tan tành. Khi mà lên tàu nó đập, nó xách búa chẻ củi rồi mấy cái thùng dầu thùng nước mà nó bớt chẻ củi, nó đập cái thùng free đó chị, dầu nước nó chảy lên láng, rồi củ sáng bánh in rung rẩy dưới sàn tàu, nó kêu nó quăng xuống dưới biển mà. Thì nhờ vậy em mới chụp được cái củ sáng đó, chứ nó không quăng xuống thì chắc mình cũng chìm rồi. Dạ. Thì nhìn thấy nó tan thương quá, bà Quốc thì con mới cởi áo nó ra cho nó nằm ngay mũi tàu, mới đi giờ bò xung quanh tàu, ai có dầu đổ chai dầu lên mình. Thì chút xíu nó tỉnh lại rồi, thôi thì tắt máy thả cho trôi, bây giờ chạy đi đâu nữa. Bây giờ nhìn xung quanh đó là Thái Lan nó dày đặc, cái đêm đó bão nó đưa cái tàu mình vô cái vùng biển từ Thái Lan rồi. Bây giờ chỉ còn cái hy vọng đó, lúc đó khoảng chừng 2 giờ chiều là trời cho mau tối, nó tối làm chi vậy để mình chạy, tức là mình chạy như chạy trốn vậy. Ừ. Chạy cho thiệt lẹ khi trời sát ra khỏi cái vùng của nó. Ừ. Mà đợi cho trời tối thì còn tới 5-6 tiếng đồng hồ nữa. Ừ. Dạ, cứ thả trôi vậy, chứ còn ban ngày mà chạy thì không cách nào mà chạy thoát được, tại vì nó thấy mình. Dạ, dạ. Tụi nó hiện tại hơn mình chị. Nó mạnh hơn. Nó có ông giờ nó nhìn, còn mình thì mắt thường. Ừ. Mình nhìn thấy nó thì nó nhìn thấy mình còn rõ hơn nữa. Ừ. Thì khoảng có chừng 1 tiếng sau thì có một chiếc tàu khác cũng cao, nó bự vậy đó, nó chạy đó. Thì lần này mình nói thôi rồi. Thì nó cứ chạy tới thì em mới nhìn, em thấy á, cái ông đứng ngay cabin đó chị, ông cầm cái súng trường dài vậy nè. Dài lắm, cầm chỉ anh đợi. Cái này nó lại có súng nữa. Thì tay này nó cầm cống dòm mới đặt. Thì nó chạy tới gần tàu mình. Nó gần chứ cũng xa lắm, cũng cỡ 50 mét, nó cứ chạy vòng vòng vậy nè. Mình ở giữa. Thì nó chạy vòng vòng, cái vòng càng ngày càng nhỏ dần. Thì khi nó tới này nó cập vô thì chú Cang tỉnh lại, chú Cang mới leo lên. Thì nó là Singapore. Dạ. Thì nó mới chỉ lên trời, tức là nó nhận được cái điện lên trời đánh xuống là trực thăng. Hóa ra là nó tới cứu mình. Dạ, nó tới cứu mình. Thì khi chú Cang leo lên, nếu mà chú Cang nói chuyện với nó thì nó cũng không biết tiếng Anh. Thường từ Singapore nó Singapore là phải biết chứ. Dạ, nhưng mà là dạ, chắc là ngư phủ. Dạ, thành ra rồi trên tàu thì có anh đó cũng là tên là Quỳnh Long, thì là nói tiếng tàu được. Người tàu Việt Nam lên nói tiếng tàu nó thì chắc cũng là tàu Quảng Đông, tàu gì đó rồi cũng không hạ. Thì cuối cùng thì nói chuyện bằng tay và chân. Dạ, thì nó
nó mới cho hai người trong tạm leo qua tàu mình. Thì khi nó chạy vòng vòng nó cầm súng đó chị, nó coi cái mình có phản ứng gì không. Dạ. À, thì nó nhìn qua nó thấy mình không có làm gì hết. Nếu mà mình mà leo qua tàu nó bắn liền á. À, rồi nói chung là nó cũng thủ. Hai bên đều sợ nhau. Hai bên đều sợ nhau. Dạ, thì nó leo xuống, nó coi máy tàu mình này kia, cái nó cứ giật máy nó nổ ngon là. Thì nó tắt máy lên, nó nói gì nó không biết. Rồi cái bắt đầu cái nó khi bưng ra một cái nồi cơm trắng bự như vậy. Mình phải biết là nó tới nó cứu mà. Dạ. Nó không có cướp bóp gì hết. Rồi có một người mới phiêu em mới chỉ cái chị băng tâm á, đầu máu không à. Dạ, còn lấy mấy cởi mấy cái áo tột băng bó là máu lên láng lên tàn. Đàn bà con gái thì đầu cổ tóc tai rồi nó tan nát hết, giống như mình nhìn thấy một cái cuộc chiến mới vừa xảy ra xong rồi vậy, nó tan nát không còn gì hết đó. Thì khoảng gần 2 tiếng đồng hồ gì đó, nó đem lương thực rồi qua nó cho mình. Rồi xong cái lúc đó mới nói với nó đó, mình chỉ nó nhìn giống em chỉ vậy nè, đi về. Rồi mình á, là sau lưng nó, ở Singapore, thì ổng mới đưa cái tay lên, nắp, đưa tay lên, ổng mới đưa 9 ngón tay. Em còn nhớ rất là rõ ràng, rồi không biết mình biết là bị còng, dẫn mình đi về Singapore thì nó sẽ bị còng. Đưa 9 ngón tay, 9 ngày, 9 năm, 9 tháng mình không biết, nhưng chắc là 9 năm. Chứ không có 9 ngày thì chắc người ta cũng cứu mình rồi, chứ người ta không bỏ mình vậy đâu. Thì ổng ấy đưa cái ổng chỉ rồi. Về. Rồi ổng mới chỉ mình vậy. Ổng chỉ về hướng này, Malaysia. Thì mình lại phải tự đi nữa. Không, nó dẫn đường mình đi. À, nó dẫn đường. Dạ, nó chỉ nó vậy nè. Về, rồi nó chỉ mà. Vậy cũng đỡ. Malaysia thì cũng nhờ nó mới thoát ra khỏi cái vùng đó. Tại thì lúc đó Singapore họ không có nhận mình đúng không? Dạ đúng rồi, chắc là vậy. Thì ổng mới đưa cái tay về, có là ổng dẫn mình. Chị nhớ rồi, chị có một người cậu á, cũng đi ghe, cũng đi vượt biên mà cũng tới Singapore rồi mà nó đuổi đi á. Dạ nó đuổi ra là. Dạ, phải tiếp tục đi tiếp. Thì có lẽ ông thuyền trưởng á, chắc lúc đó ổng cũng cỡ ba mấy tuổi. Thì ổng sợ đưa mình về, ổng tới để ổng cứu mình. Dạ. Mà ổng đưa mình về thì ổng sẽ bị giống như là 9 năm tù. Thành ra ổng chỉ còn cách là ổng chỉ ổng về. Rồi ông chỉ mình nhìn Malaysia. Thì lúc đó khoảng 2 giờ chiều á chú Cang. Dạ. Rồi cứ chạy tới khoảng chừng 7 giờ. 7 giờ đó chị. Dạ, 7 giờ đó thì mặt trời lặn dần dần. Sắp tối rồi. Dạ, thì nó ngừng lại. Chỉ là sao mà ngoắt. Nó ngoắt lên thì giờ bất lực mới lái lên đậu song song nó vậy nè. Thì ông đưa cái đồng hồ ra. Ông đưa cái đồng hồ ra nè. Để ngay cái số 7. Dạ, ông khoanh một vòng. Rồi ông vỗ, ông chỉ với người ở Singapore, ông chỉ mình, ông đi. Malaysia, ông khoanh một vòng. Người ta làm vậy là coi như cho tới tận ngày hôm nay. Thôi vậy cũng dễ thương lắm rồi. Người ta dẫn mình đi tới cái hải phận của Malaysia. Rồi ông đi về hướng Singapore. Ông chỉ là mình chạy có chừng mười mấy tiếng là mình sẽ tới Malaysia. Tức là ra cái vùng an toàn rồi, không còn Thái Lan nữa. Thì lúc đó cái niềm tin của mình nó bừng sống trở lại chị. Dạ, thoát khỏi cái vùng của Thái Lan rồi. Dạ. Rồi cái ai đã mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi. Rồi những người nào khỏe mạnh này cũng ngồi bình thường vậy đó. Thì tới khoảng chừng 3 giờ sáng em mới nhìn em thấy cả một chân trời nó màu trắng. Rồi em mới la lên là đất liền. Dạ đúng rồi, thật sự là tới Malaysia. Thì chạy cho tới khoảng 11 giờ mới vô tới đất liền. Thì cái tàu mà nó ủi vô trong tức là khi không phải là bờ biển mình ủi vô, tức là mình cứ chạy vòng trong bờ biển vậy nè, vô không được, sóng đánh cũng lớn lắm, thì mới tìm được cái cửa sông đi vô. Thì người Malai nó cũng tốt lắm chị. Có một số tàu cá ra đó chú, nó chỉ vô Malai họ dạ nó chỉ vô. Dạ nó chỉ vô. Dạ. Thì mới có được cái đường sông đó chị. Cái đảo nào? Dạ không, vô ngay tại Terengganu luôn. Dạ dạ. Thì mới ủi vô thì em lúc em nhanh nhẹn lắm. Dạ. Thì 22 tuổi mà. Cũng bằng tuổi em chị hồi xưa đi vượt biên đó. Em chị đi vượt biên lúc đó là cũng 22, 23 tuổi gì đó. Mà tới Pilobidom. Dạ. Dạ. Rồi chú Cam với ông thì con có là người đầu tiên con nhảy xuống. Mà khi mình nhảy xuống cái chân mình đụng đất á, mình thấy cái đất nó nghiêng vậy. Giống như là bị cái sai bị. Tại vì ở trên tàu lâu quá đó, mình đi lảo đảo đó. Thì đang lồm cơm bò nè. Thì cái Malai mới tới chụp cái da mới đỡ đứng lên. Em mới nói chứ tàu của anh có bao nhiêu người. Em mới giật mình em dòm ấm cái nè. Ông nói là tôi tên là Dean.
Ông biết nói Việt, dạ, tiếng Việt. Tôi nói tiếng Việt, anh không hiểu là sao? Tàu của anh có bao nhiêu người? Dạ, thì em nói là, dạ, 87 người. Thì mới nhìn lên bờ, lính Mã Lai nó bận đồ rằng ri, nó cầm súng 16, mà có loại băng công là 30 viên. Nó đứng đầy trên bờ đó, rồi ở trên nó là xe RMC đậu nhiều lắm, cả chục chiếc vậy. Tức là lúc mình chạy cứ biển vô đó chị, thì trong bờ nó nhìn nó thấy rồi. Thì nó cứ chạy dập theo biển, thấy mình đi ra là chạy theo cái đó. Chứ khi mà đuổi vô thì nó ngừng lại. Rồi em mới, một số anh em nhảy xuống trước, rồi số nào nhảy xuống trước thì đỡ với người phụ nữ xuống sau. Đó, rồi mấy đứa nhỏ cũng nhảy xuống thì bắt ngồi dưới đất hết. Thì nó đến, thì đúng 87 người, thì nó có cái lưỡi liềm màu đỏ, hội Hồng Tập Tự của Malaysia. Thì nó mới đưa về cái trại quân đó. Cứ ca bắt đầu rồi đó, người ta gọi mình là MB251. Thì chú ca là người đại diện cái chiếc tàu MB251, đó là tiếp xúc với tàu Mỹ tị nạn Liên Hợp Quốc. Tại lúc đó thì thật sự thì chắc có lẽ tàu mình không có ai, không có nhiều người nói được tiếng Mỹ giỏi như chú ca năm xưa. Thì ông dạy tiếng Anh mà. Dạ. Thì bắt đầu là gọi mình MB251. Tức là những cái chuyện tôi kể đó, 39 năm giống như một cái cuốn phim sống lại. Thì chú nói thiệt con đó, tới giờ này chú nhớ lại hết. Nhưng mà thực sự con nhớ, chú càng nhớ đó thì chú không ngăn được mấy sự xúc động này. Tại sao lúc đó mình không đâm vô chiếc tàu đi? Và với tới giờ này khi mà chú thoát nạn rồi đó, chú có nói rằng đó, cái luật của hàng hải đó là khi đó cái tàu đó mình cứ đâm vô đi là đương nhiên là họ phải mà cứu. Kia dàn khoan giờ đúng, dạ. Mà tới khi chú leo lên dàn khoan, chú tưởng là tàu Mỹ không? Mà dạ, chú nói thẳng đó, hồi xưa tôi làm cho những người tình báo Hoa Kỳ, thì quý vị giúp cho tôi đi. Đó, nó không không, ông đi, chúng tôi không có đi đâu hết. Thì chú nghĩ rằng nếu lúc đó mà ông Luận đó cũng nhanh trí, hay là con tất cả quyết định đó, mình cứ đổ neo sát nó đi. 3 ngày thì nó làm sao nó đuổi mình đi được? Thật cho tới giờ này nó cứ khắc khoải là tại sao mình ra cái hải phòng quốc tế mà tới lúc tụi nó tấn công, chú cũng hoàn toàn chú không biết. Tại vì chú với khoan tàu, thành ra khi mà cô Thanh hỏi chú đó, chú không nhớ được. May là nhờ cái show cổ đó thì chú mới hỏi con, chú mới biết được. Thì trở lại cái vấn đề mà khi mà tấp vô đó, cái người đầu tiên mà chú gặp đó là cái bà May. Bà May là bà con của ông Thủ tướng Lý Quang Diệu. Thì lúc đó chú không biết con ở đâu mà Khánh ở đâu nữa. Lúc đó chú hoàn toàn chú quá mệt mỏi nè, nhưng mà chú là người nhảy xuống trước. Rồi lúc đó con nhảy xuống sau, chú cũng biết là Khánh lúc đó nó cũng ở đâu. Là con còn nhắc là Khánh á, là đàn hay sao mà cái thằng Điên nó cho cái đàn. Mà Khánh cũng nhắc cho chú đó. Điên đó là lớn hơn con 1 tuổi. Nó nói là 23 tuổi, thằng nó cho Khánh cái đàn guitar đó. Rồi sao biết Khánh đờn mà lại cho đàn guitar? Thì Khánh nó biết đờn, sao nó không biết, thì nó cho Khánh cái đờn, rồi cái Khánh cứ ngồi đờn đờn vậy đó, tụi con cứ ngồi chơi vậy chú. Thì tới giờ này đó Khánh cũng kể cho chú nghe. Sau này á, nó cũng muốn kể cho chú sau nghe. Sau này Bác Luận có nói chuyện với con á, Bác Luận hối hận á, tại Bác Luận là thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa, Bác Luận mà thầy con. Bác Luận có nói lúc đó Bác Luận rất là phân vân, nếu mà ủi vô đó thì sẽ không cứu được 100 người. Có thể con số chết rất là nhiều. Thì Bác Luận không có dám ủi vô, nhưng mà anh Hùng nó ủi vô. Anh Hùng nó trẻ tuổi mà anh ủi vô nó, chú Cam biết không? Thì đó là sau này là bác kể lại cho con nghe vậy đó. Thì con cũng có nói tại sao lúc đó mình không đậu lại đó, nó không đi nữa. Thì nó bác nói là chính lúc đó bác cũng không nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà đậu lại thì không có xảy ra cái chuyện ngày hôm sau anh bị hái tặc. Số phận thì 39 năm mình trôi qua rất là mau. Nhưng mà cái câu chuyện này đó, thì chú nghĩ rằng đó, những người theo dõi cái chương trình của chị Thanh Lan Show đó sẽ nói cho mọi người biết chữ tự do nó đáng quý biết chừng nào. Tức là làm mồi cho cá mà để tìm một chữ tự do mà hiến con gái chú tới giờ này, nó khắc khoải mà đau đớn. Thành nên vì thế đó chú đã nói với con đó, rất nhiều người cứ yêu cầu chú, nhưng mà chị Thanh đó là giống như trong gia đình thì chú mới chưa, mỗi lần nhắc chú rất là đau lòng. Thành ra thím đó không bao giờ dám đi xuất hiện ngoài đường, thì khi gặp ai đó thì thím nhớ tới những cái hoàn cảnh của những cô gái bằng tuổi con gái mình. Thằng năm nay 53 rồi con. Dạ. Đó thì chú chỉ biết nói con đó là nó rất là đau thương, nhưng mà
may là mình còn sống tới đây để mình nói lên cho mọi người biết đó, là cái người Việt Nam của mình đó, là tìm chữ tự do đó, nó quá đau khổ, rất đau khổ, đau đớn lắm các. Rồi thì bây giờ để cho chị Thanh còn có bổ túc thêm con tới phần con xin phép chú. Dạ, chị Thanh Lan xin mời Duẩn có đôi lời tâm tình đến với khán giả của Thanh Lan Show. Dạ, Duẩn có thể nói hết tất cả những cái gì trong tấm lòng của mình đối với mọi người đang nghe đài. Nhớ về ngày xưa và hiện tại mình vẫn còn bị ám ảnh như thế nào? Dạ, kính thưa các cô chú, bác, anh chị, các bạn và các em của chuyến tàu 251. Nếu mà cô chú và các bạn có coi được chương trình này của chị Thanh Lan, xin cô chú liên lạc với TV show của chị Thanh Lan và chú Tăng Bảo Ca. Hồi nãy giờ vẫn chỉ kể được cái vấn đề là lúc bị hải tặc tấn công rồi ở phía bên ngoài của chiếc tàu. Các anh chị nếu mà lúc đó ai còn ở trong tàu mà chứng kiến được cảnh Thái Lan mà nó làm những gì, xin gọi cho chị Thanh Lan hoặc chú điện thoại của chú Bảo Can, chú nói... Thì bây giờ nếu mà quý vị đã biết được cái chương trình này thì quý vị cứ liên hệ tới Thanh Lan Show hoặc là quý vị cứ liên hệ với tôi số điện thoại 714-487-4241. Nhưng mà kính thưa quý vị đã theo đây là cái phần thứ nhì của Thanh Lan Show, con đang ở đâu, thì quý vị cứ lên những comment thì tôi sẽ trả lời cho quý vị hết tất cả. Và luôn dịp này đó thì anh cũng cảm ơn Thanh. Một số học trò nó hỏi thăm anh, rồi một số những người bạn bè cũ mấy chục năm, thì cái cậu mà mình gọi là cậu đi, cậu năm nay là cũng 76 tuổi rồi, thì cậu đang ở San Jose, thì cậu nói một câu đó, tôi đó nhờ coi cái show này thì tôi có cái phần tâm linh đó, thì tôi biết cháu còn sống, mà cái vấn đề cháu còn sống chỉ có ơn trên quyết định mà thôi, mà cái chuyện cái duyên tự nhiên tôi lại không liên lạc với ông là bởi vì sao? Tự nhiên tôi mất số điện thoại. Mà hơn nữa lúc khi anh ở tù ra đó, anh còn đem lên trại cho tôi ổ bánh mì. Rồi tôi qua đây vượt biên là tôi đến ở nhà anh 2 ngày. Mà từ đó trở đi đó là tôi mất số điện thoại. Mà không hiểu tại sao ngày hôm đó tôi lại mở cái laptop lên thì tôi Thanh Lan Show thì tôi mới liên lạc. Thì đó là những cái duyên mà nó duyên rất là đặc biệt. Mà từ đó thì tôi cũng là được biết con gái tôi đó vẫn còn sống. Và sống như thế nào đó thì, kính thưa quý vị, tôi còn nhớ lại một khi tôi qua đây năm 85 đó, thì cái ngày đầu tiên thì tôi có nói với mẹ tôi, với em tôi là cho gặp thầy nào đi, thì tôi đã lên chùa Phật Tổ. Thì kính thưa quý vị, lên chùa Phật Tổ thì tôi chỉ biết hỏi hai câu thôi, là thầy đó, thầy Thích Thiện Thân. Dạ thưa thầy, thầy nghĩ rằng khi nào con gặp con gái con. Thầy nói bây giờ đó, thiên cơ bất khả lộ, con gái con còn sống, nhưng mà bây giờ giống như cái khu rừng dày, tức là thầy không thấy được, nhưng 40 tuổi trở lên thì mới hy vọng. Thì kính thưa quý vị, tôi nghe câu đó, đó thì tôi cũng chỉ biết như vậy thôi. Thì tôi có nói với thầy, dạ thưa thầy, con mới 41 tuổi mà con chờ đợi cho tới thêm gần 40 năm nữa con có sống được hay không? Không, con yên tâm là con gái con còn sống. Thì tôi không biết hỏi gì thêm, thì tôi mới nói là thưa thầy, chừng nào con mua nhà thầy, hỏi để cho con lệ thôi. Nhưng mà thầy nói con sẽ mua cái nhà mà 2 bedroom. Thầy chỉ nói bằng tiếng Anh. Thì tôi tin tưởng như vậy, thì không ngờ thì cái chuyện nó có thật. Thì những cái chuyện mà liên hệ với cháu đó, thì nó còn nhiều cái tình tiết ly kỳ lắm. Cũng giống như bây giờ đài, trên đài TV Mỹ, qua đài số 7 họ đòi phỏng vấn tôi nhất là tôi không có cho. Là bởi vì sao? Tại mỗi lần nhắc lên á, thì nó có những cái chuyện nó rất là tế nhị. Thầy kính thưa quý vị, tôi hồi xưa thì tôi làm việc cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Thì Hà Nội họ đã biết, nhưng có cái là họ không bao giờ đụng chạm tới cơ thể tôi. Cho tới giờ này tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao. Tù ở tù Sà Lim tử hình, thế mà họ không được chặn. Mà cho tới giờ này đó, thì họ chỉ nói với tôi rằng quá khứ nên bỏ qua. Khi tôi qua tới đây thì cái ông sếp của tôi, ông bay qua đây, ông chỉ nói một câu bằng tiếng Anh, let bygone be bygone, quá khứ cho tôi đi, đừng có nhắc lại nữa. Nhắc lại nó không có tốt cho cái chuyện của anh. Vì thế bao nhiêu người phỏng vấn tôi đều phải tìm cách từ chối.
Nhưng mà lúc này đó thì tôi phải nói lên, tại vì những cái câu chuyện của tôi đó thì từ từ nó cũng được bật hóa rồi. Thì tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là tôi sẽ cố gắng từ đây tới cuối năm tôi viết được cái câu chuyện của tôi. Nhưng mà trong cái show đầu tiên á thì tôi có nói với cô Thanh Lan là 39 năm muốn viết lắm mà viết được có mỗi có 40 trang này. Tại cái cô này đó thì cô viết truyện phim cho tụi Hollywood, cô nghe cái chuyện của tôi là cô nói ông viết lên đi, ông viết đi còn thêm mấy trăm 360 trang thì tôi sẽ đưa lên cho hãng phim họ quay đó. Như là sau này mới nhất đây đó thì ông Oliver Stone và cô Jenny có giới thiệu mà để thấy cái câu chuyện của tôi đó thì muốn quay thành phim. Mà kính thưa quý vị, tại vì khi quay thành phim đó thì mình có được hai cơ hội, con gái mình nó sẽ nghe được cái tên này, nhưng mà bây giờ này tôi biết con gái tôi đã sống rất là sung sướng thì cháu không muốn xuất đầu lộ diện, bởi vì cháu hiện nay là tôi biết chắc chắn là cháu đã làm vợ của ông tướng cao cấp lắm, mà nhà thì ở dưới biển, thì đó là mình nghe vẫn người tu sĩ tu gì hết. Nhưng mà nếu mà tôi kể cho quý vị nghe hết ra thì cũng rất nhiều, mất nhiều thời giờ, tại vì chương trình Thanh Lan Show chúng ta chỉ có 1 tiếng mà thôi. Mà hơn nữa đó, nếu mà tôi kể nữa đó thì những cái xúc động đó nhiều khi không ngăn được. Tại mỗi lần mà nói tới chuyện này đó, thì tôi thấy thấy những tình tiết rõ ràng, nhưng mà cũng nhờ cháu là chú đã thấy được một cái cuốn phim đó nó quay chậm, mà tới giờ này chú không ngờ cái chuyến tàu của chúng ta như vậy đó, nó quá bi thảm, quá đau thương. Chú đâu có biết rằng trong đó là có người chết đâu không? Đó, thì vì vậy để Thanh có bổ túc gì thêm với con, có một lời nào con nói về cái cuộc hành trình đi tìm tự do của mình không? Con nói lên để cho những người ta thấy được cái giá trị của chữ tự do mà chúng ta ngồi hôm nay đó, là chúng ta cũng có rất nhiều cái sự may mắn. Thì có con nói thêm, Dạ, anh Lan con cũng gái con cũng nói nè. rất vui là gặp lại anh Can, cũng như hôm nay được làm quen với lại Duẩn để có thêm nhiều chi tiết về chuyến vượt biên của anh Can vào năm 84, đúng không anh? Tâm Tám tư tư đúng không? Dạ. Thì có nhiều khán giả gửi những lời bình phẩm là về nói rằng chị Thanh Lan ơi, nếu mà có những gia đình nào có những hoàn cảnh mà muốn chia sẻ với khán giả của Thanh Lan Show thì chị hãy mời những gia đình đó lên để chúng em được biết nhiều hơn về cộng đồng Việt Nam hiện tại tại Mỹ. Những cái chuyện vượt biên á, thì cả thế giới là ai cũng đều biết về những người vượt biên từ Việt Nam đi ra các nước. Thì nhưng mà những chi tiết như vậy đó, thì ít ai biết đó. Thì có những cái chi tiết mà chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta càng thấm thía với nhau về những nỗi khổ tâm của cha mẹ mà khi nó đem những con cái còn trẻ còn nhỏ như vậy để đi ra một cái đất nước khác để làm lại từ đầu một cuộc sống rất là vất vả khó khăn. Tại vì có những luồng dư luận cho rằng tại vì những người đi vượt biên là tại vì họ muốn ra nước ngoài để được sung sướng, không phải như vậy. Không phải ra nước ngoài để được sung sướng mà đi đi tìm một cái cuộc sống đúng với cái lý tưởng của mình, với những gì mình muốn xây đắp cho thế hệ mai sau, phải không anh? Dạ, anh xin bổ túc cho Thanh về. Dạ. Thật sự ra đó, nói về hải tặc Thái Lan đó, thì nhiều người rất là ghét, giống như con nói. Nhưng mà khi mà anh đã đi qua Thái Lan đó, thì anh mới thấy rằng người Thái Lan đó, họ rất là cảm thấy xấu hổ và cảm thấy bị nhục nhã. Mà chỉ có 1% là những người Thái Lan đó, là họ cướp bóc. Lý do tại sao? Đa số những người vượt biên đó, người nào cũng đem theo vàng bạc rất là giàu có. Vì thế Thanh nói rằng đó, để trả một giá tự do, không ai muốn rời xa quê hương của mình hết á. Tại quê hương của mình rất là sung sướng, đầy đủ tự do, tại sao chúng tôi lại phải đi tìm tự do, vì lý do như thế nào? Thì quý vị tự cho một cái đáp số chung. Thì chú chỉ muốn nói với con như thế này: đứa con của con năm tới ra trường bác sĩ, thì con nói lên cho đứa con của con, đó là bác sĩ đấy, thì mình để cho con hiểu được cuộc hành trình của người cha đã can đảm như thế nào mà đi tới đây để nuôi con ăn học, thì để cho những giới trẻ họ
biết được là tự do nó quý như thế nào. Tại vì có một số tất cả những người họ sanh đẻ tại đây đó, họ không có đánh giá được cái giá trị của chữ tự do. Thì vì vậy đó, tất cả chúng ta ở đây nên nói cho con cháu mình biết và đừng bao giờ quên được là cái giá trị. Bởi vì chú và chị Thanh ở Việt Nam thì sống trong cái môi trường phải tương đối đó, về vấn đề tài chính thì nó rất là dư dả. Nhưng mà tại sao mình không ngồi ở quê hương mình để mình hưởng những sự dư dả đó? Dạ, xin phép cắt lời anh là tại vì cũng có một số khán giả vào đặt câu hỏi rằng ở Việt Nam chị Thanh Lan vẫn nổi tiếng, vẫn đóng phim, vẫn hát, vậy tại sao lại bỏ đi? Thì thưa anh, Thanh Lan cũng cùng một lý tưởng với anh Can và với Xuân, nên hôm nay ba người mới ngồi chung với nhau được. Dạ, Thanh Lan muốn có mặt tại Cali này, đến với tất cả những khán giả ngày xưa của mình, đến đi một cách vất vả, tại vì thú thật rằng lúc đó Thanh Lan rất dễ dàng mà làm giấy tờ để làm hôn thú với một người nước nào đó để đi tới nước đó để sống, nhưng mình vẫn đi vượt biên để chi, để góp tiếng nói cùng với các bạn của mình rằng đấy, chúng tôi ra đi vì không phải vì đi tìm cái cuộc sống sung sướng. Qua bên này ai cũng khổ chứ, những ngày đầu tay trắng qua đây làm lại từ đầu, đó không phải là những cái sung sướng mà chúng mình đi tìm. Nhất là đi trên biển thì có thể mất mạng này, rồi thì đấy, gặp hải tặc đấy. Thì Thanh Lan cũng có thưa với anh Can trong cái chương trình trước rằng sở dĩ vào những năm tám mấy Thanh Lan không dám đi vượt biên nữa là tại vì con gái Thanh Lan lúc đó đã lớn rồi, đã thành một thiếu nữ rồi. Mình không dám đi sợ gặp hải tặc. Đó, thì may là mình đã quyết định đúng đúng lúc ngừng tại đó, và sau đó thì nhờ trời thương nên thì cũng đến Cali cùng với tất cả các anh chị đã qua trước. Thì cái thời mà Thanh Lan mới qua thì Thanh Lan cũng khổ lắm chứ chẳng phải là sung sướng gì. Bởi vậy khi mà mình nghe những cái luồng dư luận từ trong Việt Nam nói rằng quý vị đi là tại vì quý vị muốn sung sướng nên quý vị đi, trong khi người ta ở đây người ta khổ, không phải tại vậy. Thì bây giờ xin mời lên tiếng để nói tại sao mình đi. Mấy cái đó thì em thấy thì nó thực tế ra đó. Dạ, vào thời điểm đó đó, nếu mà đi được chắc có lẽ Việt Nam người ta sẽ đi hết đấy. Yeah. Ông Trần Văn Trạch ông nói cột đèn mà nó biết đi nó cũng đi. Dạ vâng, thưa quý vị, riêng về Thanh Lan, nếu mà quý vị đọc trong hồi ký của Thanh Lan nãy giờ nghe hai người kể cái chuyện ngày xưa mà tim đập thình thình, nên là Thanh Lan thì cái tim hơi bị yếu, nên mỗi lần mà nghe cái gì mà nó không vui thì không chịu được, là bắt đầu hơi khó thở rồi đó. Nhưng mà cũng xin lặp lại là trong quyển hồi ký Thanh Lan cũng có nói về cái chuyện mà ở tại Sài Gòn ngày xưa, cái thời gian mà từ bảy mấy tới 80 Thanh Lan bị cấm đâu có được hát, mà cái chuyện đó thì cả thế giới không ai biết. Em biết. Em biết hả? Biết. Đấy, nhưng mà mình không bao giờ được nói rằng mình bị cấm đó, rồi thì cứ phải đi mà lăn lóc bụi đời khắp các tỉnh, cho nên cũng nhờ vậy mà Thanh Lan biết hết từ miền Trung, miền Nam, tất cả những tỉnh lớn, tỉnh nhỏ. Thanh Lan đã từng đi lăn lóc bụi đời khắp nơi để hát để chi, hát để cho gặp khán giả. Khán giả là cái niềm an ủi duy nhất mà lúc đó mình có, ngay cả gia đình, cha mẹ, anh em cũng chẳng an ủi mình được câu nào. Mà thời gian đó thì bố thì cũng bị lấy cái nhà máy của bố rồi, mẹ thì cũng không có công việc làm, mẹ đang làm cho hãng máy bay ngoại quốc mà, rồi hãng bảo hiểm ngoại quốc. Thanh Lan thì hát phòng trà, bao nhiêu phòng trà đóng cửa hết, trong nhà chả ai làm ra đồng nào, thì cho nên mình cũng đành đi xuống tỉnh để mà được đồng nào hay đồng nấy về giúp đỡ bố mẹ, vì thời đó đâu có ai làm ra đồng nào nữa đâu. Nhớ cái thời gian mà chợ còn không có nữa, mỗi giờ mình muốn ăn gì phải đi ra phường, phường. cái đó thì Thanh Lan thì mẹ đưa đầu ra mẹ chịu, cho Thanh Lan thì chưa bao giờ chịu cái cảnh khổ đó, nhưng mà mẹ về mẹ kể mình sợ quá. Đó, thì trong phường có cái gì thì mua cái đấy mà còn phải đưa hộ khẩu ra. Thì không biết bây giờ nói tóm lại cái gì, bài con. Thì mình mà nhớ lại những cái đó chắc là mình không có đủ sức để mà sống tiếp nữa, cho nên mình phải quên tất cả những cái nỗi khó trong một cái thời gian trong quá khứ để mình có đủ sức mạnh để sống trong hiện tại và tương lai. Không phải mình sống riêng cho mình mà còn cho con cháu mình nữa.
Duẩn có thể tiết lộ thêm chút xíu về gia đình Duẩn sau khi mà đến bên chú muốn có câu hỏi nữa con. Chú và chị Thanh An lúc đó đã biết được cái chữ tự do thế nào, phải bỏ hết tất cả tài sản. Nhưng mà con lúc đó con 22 tuổi thì tại sao con đâu có gì mà con lại đi vượt biên làm sao? Chú thắc mắc câu đó. Đó. Cái thời điểm đó thì con thì con sanh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn thì con cũng biết vậy chứ. Dân Sài Gòn là khổ nhất á. Dạ thì ai cũng khổ giống như nhau. Ừ. Có nhiều người còn bị tịch thu nhà rồi đưa đi kinh tế mới. Thì thành ra vào cái thời điểm đó, thanh niên cỡ như tụi con thì nếu mà không có khả năng chạy được thì cứ chạy. Có nhiều người là người ta không chạy được thì người ta không có khả năng, người ta phải chấp nhận ở lại. Thời điểm đó là như vậy đó chú. Tức là con cũng sợ. Dạ. Ở một cái đất nước mà không có tương lai thì bố mẹ con cho con đi vượt biên hay sao? Lúc đó thì ba má con mất hết rồi, chị con mất hết rồi con. Dạ. Thì nói chung hầu như là thời điểm đó thanh niên đều cố gắng để thoát ra khỏi Việt Nam. Dạ, tức là đều tất cả đều giống như nhau. Nó không giống như bây giờ thì tương đối là ổn định nhiều. Thì đó em trai chị lúc đó là đi năm 79 là lúc đó đã 23 tuổi rồi. Nhưng mà thật tình là từ nhỏ tới lớn chưa xa bố mẹ, chưa xa gia đình bao giờ. Cho nên em đi có một mình thôi. Hiện tại thì em sống tại Thụy Sĩ. Em đây hồi nãy chị có nói là em tới Pilo Bidong đó. Thì lúc đó thì em đi thì bố mẹ chị buồn lắm. Nhưng mà bố mẹ chị rất sợ em bị đi nghĩa vụ quân sự. Rồi đi qua bên Campuchia và chết bên đó. Nên là sợ lắm, thanh niên phải đi à. Em có biết cái vụ nghĩa vụ quân sự không? Dạ biết. Đó. Thì thời đó ai cũng sợ lắm thôi. Con rất thích âm nhạc, làm sao mà tự nhiên mà con thấy cái show cô Thanh Lan, chị Thanh Lan mà con lại góp ý vô liền. Con nói là con phải đợi tới hơn 50 năm thì con mới gặp được cô Nguyễn Thị Mộng Thường mà. Con mới gặp được cô phụ nhân con của đại úy. Đại úy Đương. Thì nói chung là nó chơi cho vui thôi. Thời đó thì còn nhỏ mà, khi xưa ta bé thì dạ, ở sẵn đây thì cái chương trình của chị Thanh Lan TV Show, chú Tăng Bảo Can ở đây đó, thì Dũng cũng xin phép anh Hùng với tất cả các bạn VB251, anh Hùng nếu thật sự bây giờ anh còn sống mà có coi được chương trình này đó, thì anh Hùng liên lạc với Dũng nha, là số điện thoại là 909-272-7110. Thiệu cảm ơn em. Anh Hùng cảm ơn anh rất là nhiều, Dũng đi kiếm anh nhiều năm, có nhiều lần về Việt Nam cũng đi kiếm anh. Anh đã cứu rất là nhiều người vào cái năm đó. Anh đã lên tàu, anh đề máy nổ, anh chạy vòng vòng anh chết. Nếu mà anh mà không làm vấn đề đó thì có lẽ là hơn 30 người sẽ chết. Trong đó có Dũng và Khánh, còn của chú Cà. Anh chừng chú đi luôn á. Dạ, thì cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu ngày hôm nay anh ở đâu, ở phương trời nào, xin anh hãy liên lạc với cô Thanh Lan và chú Tăng Bảo Can hay là Dũng để mà anh tường thuật lại lúc anh lên tàu cách nào. Và anh vớt những người xung quanh đó bằng cách nào. Đây, cảm ơn tiếp lời với con câu này. Xin tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Thanh An Show. Quý vị nghĩ đến và thương cho thân phận của những người tị nạn và thương cho những người nạn nhân, mà nhất là một ông bố đau khổ 39 năm. Thì quý vị chia sẻ những cái niềm khát khao quý vị được tìm thấy con cái như thế nào. Còn những người đi trên tàu chẳng hạn như là Duẩn vừa mới nói đó, thì làm ơn liên lạc với tôi số điện thoại 714-2487-4241, 714-2487-4241, hoặc quý vị lên trên Facebook đó, quý vị bấm lên tangbichhang.com và quý vị để lại số điện thoại thì tôi sẽ gọi lại cho quý vị, bởi vì tôi sắp sửa theo sự động viên của mọi người thì tôi sẽ viết lên cái cuộc hành trình mà đã khiến cho tôi đau khổ suốt 39 năm. Tìm chữ tự do trong sự đau khổ triền miên đó. Nếu quý vị ở trong cái hoàn cảnh của tôi thì quý vị sẽ thấy đau lòng quý vị. Cô Thanh đây đó là cô cũng bỏ hết tất cả. Nếu mà cô có một người thân giống như tôi mà con gái tôi như vậy thì quý vị nghĩ thế nào? Một ông bố già 80 tuổi rồi quý vị, mà lúc nào cũng suốt đời đi tìm con, mà chỉ mong được có sức khỏe tốt, chứ lỡ mà bố con mà gặp nhau rồi,
con không nhận ra bố, bố nhận ra con, thì cái điều đó rất là đáng buồn. Thế nhưng mà mình cứ để cho ơn trên quyết định cái số phận cha con có đoàn kết, hay cha con có gặp nhau, hay cha con có hội ngộ, cũng là một cái duyên, tức là thuận duyên. Còn không thì cha con mình sẽ gặp nhau ở một cái cõi nào tốt đẹp hơn. Vì thế một lần nữa Bảo Càng rất là cảm ơn Thanh Lan, mà anh lúc nào cũng coi em như cô em trong gia đình, thì chúng ta đã chia sẻ rất rất nhiều. Vì thế tôi cũng chỉ xin một lời nhắn nhủ với những người đã nghe chương trình này và nghe với những lời hảo ý. Quý vị đừng gửi những lời mà chê trách, giống như tôi có đọc hết tất cả. Ở Việt Nam mọi người vẫn sung sướng mà tại sao mà phải bỏ đi vượt biên? Nếu quý vị ở hoàn cảnh của chúng tôi đi, thì quý vị phải thông cảm. Vì thế tôi có trả lời tất cả mọi người hết. Có một vị hỏi tôi, ô tàu lao, ông đó đi nghe coi bói cái gì? Tôi xin lỗi quý vị nào đó, cứ việc phê phán, chỉ trích, nhưng quý vị dùng những từ nó nhẹ nhàng một chút xíu quý vị. Tại vì đây là cô Thanh Lan này, cô chỉ nói lên một cái thảm cảnh. Mà may là tôi đọc hết tất cả, chỉ có một lời phê phán về cô Thanh Lan, một lời phê phán nói về tôi. Ham giàu có, ở Việt Nam hát sung sướng nhiều, đi vượt biên để làm gì mà giờ này làm thật sâu. Còn cái ông Tăng Bảo Cang đó, đó, tàu lao đi nghe bói toán. Xin cảm ơn anh đã góp ý với tôi. Nếu mà anh ở trong hoàn cảnh của tôi đó, anh phải đi vái tứ phương rồi anh. Tại vì chắc anh chưa gặp cảnh đó mà. Đó. Thì tôi cầu nguyện hết tất cả. Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Quan Công, Đức Phật. Khi mà ở trong một cơn tuyệt vọng đó, mọi người chỉ biết là tìm lại cái sức mạnh của đấng thiên nhiên. Mà đấng thiên nhiên là đâu? Mình không thấy gì hết. Nếu quý vị ở trong cái cơn bão, mà nếu tôi không nghe cậu Duẩn nói ngày hôm nay đó, thì tôi đâu có biết rằng đó, một cái phép lạ nào đó đã khiến tàu của chúng tôi tấp vô Mã Lai. Mà những chuyện đó là cái chứng nhân mà duy nhất là cậu Duẩn. Mà không nhờ Thanh Lan Show thì chú cháu tôi cũng không có dịp để nói lên. Thì đây là một cái chuyến tàu điện mệnh, chuyến tàu rất là đau khổ, chuyến tàu gian nan, và đã một số người đã chết ở dưới biển. Vì thế cái phần 2 của chương trình Thanh Lan Show đó, thì quý vị đã thấy được một cái chuyến đi kinh hồn như thế nào, khủng khiếp như thế nào, chết chóc, và chúng tôi tìm sự chết trong sự sống. Nhưng tôi rất là vui, tôi đã thực hiện được cái ước nguyện của tôi, là tôi phải nói cho thế giới biết chứ tự do quý thế nào. Vì thế tôi đã được đến Ba Tạng An, và tôi được đại diện Việt Miên Lào ra gặp ông bà Marcos, và tôi chỉ nói cho ông bà một câu là cảm ơn ông bà Tổng thống đã cho những người dân tộc Đông Dương của chúng tôi, Việt Miên Lào, có một chỗ dung thân. Nhưng xin ông bà Tổng thống nhớ cho chúng tôi rằng người Đông Dương của chúng tôi rất là ưa chuộng hòa bình, nhưng vì ai? Chúng tôi đã một số làm mồi cho cá, con gái tôi bị hải tặc, còn một số người nó mất tích. Thì vì thế tôi đã đạt được ý nguyện đó, là cho mọi người biết được giá trị của dân tử tự do. Xin cảm ơn Thanh Lan. Và Thanh Lan có một lời nào để chia sẻ, chú rất là cảm ơn con. Đó. Dạ, hôm nay thì thưa quý vị, nó không buồn bã như cái lần đầu tiên Thanh Lan gặp anh Can. Vì sao? Vì hôm nay là một buổi hội ngộ, anh Can đã gặp lại Duẩn. Yeah. Sau bao nhiêu năm xa cách như vậy, bây giờ vẫn gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thanh Lan rất là vui. Cảm ơn chú Can, cảm ơn chị Thanh Lan. Dạ, cho cảm ơn Duẩn đã đi được xa xa xôi. Dạ. Vâng, tại vì thưa quý vị, nếu mà quý vị không ở trong hoàn cảnh của những nhân vật này thì quý vị không thể nào hiểu được cái sự mà gan dạ, cái sự mà quyết tâm của tất cả những người vào những năm 70-80 đó như thế nào. Nó không phải như bây giờ, năm 2000 trở đi, 2000 mười mấy, hăm mấy trở đi, nó khác hoàn toàn. Nó như là một cái kiếp nào khác đó, anh Can nhỉ? Thì đây là một cái cách để mà nếu mà không có cũ thì làm sao có mới, không có xưa thì làm sao có nay. Và những thế hệ sau này đó, các con, các cháu phải nhớ ơn
các bậc cha mẹ đã coi như là hy sinh cả kiếp sống của mình, cái cuộc đời của mình, cả cái kiếp sống, sức sống của mình để cho về sau này con cái có được một cái tương lai sáng đẹp hơn. Và anh Lan cũng xin cầu mong tất cả những gia đình ngày xưa đã từng đi vượt biên, giống như là gia đình anh Can, giống như là gia đình của Duận, hiện nay có một cuộc sống đẹp đẽ tại khắp nơi trên thế giới. Mà Thanh Lan nghĩ rằng người Việt Nam mình hiện nay rải rác trên thế giới cũng là một điều hay. Chúng ta học hỏi được nhiều cái hay, cái lạ, cái mới để cho cả tinh thần và thể xác chúng ta đều tiến triển và tốt đẹp hơn là nếu mà ở lại tại Việt Nam. Quý vị cũng biết rằng ở tại Việt Nam có những giới, ví dụ như là con cái của các cựu quân nhân miền Nam này, hay là những vị nào mà làm những cấp bậc mà hơi cao cao chút xíu, thì con cháu không có được lên đại học. Em có biết điều đó không? Tại vì chính Thanh Lan đã giúp cho một em, con của cựu quân nhân tại Việt Nam, có đủ chi phí để lên đại học học. Để và hiện nay em đang sống tại Mỹ và em lâu lâu vẫn hỏi thăm Thanh Lan, cảm ơn Thanh Lan trong cái việc đó. Mặc dù chuyện đó là một chuyện rất là nhỏ nhoi, vào thời đó mình làm được gì thì mình làm. Tuy nhiên mình cũng phải nói lên có những cái điều bất công và vì những cái điều bất công mà mình đã ra đi, đúng không ạ? Không phải mình đi tìm sự sung sướng. Không hẳn riêng gì miền Nam đi vượt biên, ngoài Bắc cũng đi vượt biên rất là nhiều. Dạ có, họ đi đường Hồng Kông. Dạ, có thời gian ở trại chiến nạn đó chú. Mình cũng gặp những người miền Bắc mà ở Hồng Kông người ta qua. Dạ đấy, thì quý vị tự đặt câu hỏi đi. Và hôm nay thì có lẽ là chúng ta nói về cái vấn đề vượt biên đến đây là xin tạm ngưng. Nếu mà quý vị khán thính giả có gửi lời về yêu cầu thêm thì Thanh Lan sẽ làm tiếp. Còn nếu không thì hôm nay chúng ta hãy vui với ngày hội ngộ gặp nhau lại tại đây. Và chúng ta cùng chúc cho nhau những ngày tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới. Ngày nào đó thì sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trên Thanh Lan Show.